Ayo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình là Nara Nguyễn, rất vui được gặp mọi người. Và kênh của mình sẽ làm về những đôi giày, những đôi sneaker. Nó sẽ là những đôi mà nó đẹp hoặc là những đôi casual đến tất cho tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đang có một cái hộp màu đỏ khá là quen đúng không? Thì các bạn cùng xem đó là đôi giày gì nào. Nhưng mà mình show cái nào. Rồi thì đây là một trong những cái bốc thường thấy ở Nike. Khi bạn mua đôi giày, mấy đôi giày thường thường của Nike, các bạn sẽ được cái bốc này. Thì đây là một đôi Nike đơn, và đây sẽ là một gương mặt sáng giá trong năm 2023, và nó sẽ thay thế luôn cả mấy đôi Air Force One mà On Way ngày xưa các bạn hay thấy. Các bạn sẽ có một cái hộp giấy như thế này mà màu đỏ nè, rồi có cái logo Nike Swoosh màu trắng nè, xung quanh thì cũng vậy luôn ha. Đó, đơn giản thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Bên đây các bạn sẽ có một thêm thác, nó một cái thêm thác ở đây được dán ở đây. Đó, đây này sẽ là hộp mở, mở ra như thế này nè. Đó, và đôi giày chúng ta sẽ có ở trong. Đó, rồi thì đây là đôi giày chúng ta, các bạn thấy gõ đúng không? Toàn bộ full đôi giày. Thì Nara sẽ nói đơn giản thôi, đôi giày này cũng không có nhiều. Đây là dòng Nike Dunk Low. Thì đây là dòng giày mà ngày xưa người ta đánh bóng rổ, nhưng mà cái đôi ngày xưa của người ta là đôi cổ cao, và sau này sẽ có những đôi cổ thấp, và những đôi bây giờ Nike chỉ sản xuất cho các bạn phục vụ các bạn đi chơi nhiều thôi, hoặc là đi đâu đó đi làm cũng được, nhưng mà không có phục vụ cho việc các bạn đánh bóng rổ nhiều, tại vì công nghệ bây giờ nó cũng không có quá nhiều gọi là phần để hỗ trợ chân các bạn chơi bóng rổ. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một đôi giày đế bằng để các bạn có thể đi một cách thoải mái nhất. À, thường thì mọi người sẽ biết đến cái tên là Nike Dunk Low Panda, hoặc là Nike Dunk Low Black and White, hoặc mấy đôi Dunk Panda gì đó, các bạn muốn kêu tên nào cũng kêu. Thì Nike hiện tại đang có một cái số lượng rất là nhiều cho nó. Ngày trước các bạn muốn mua đôi này rất là khó, tại vì số lượng ngày xưa Nike drop á nó không có nhiều. Cái màu này Nike ví dụ lâu mới drop một lần, lâu drop một lần. Ngày xưa mình nhớ có thời điểm là đôi giày này á bán 7 triệu mấy luôn á. Có một thời điểm nó lên tới 7 triệu mấy hoặc 8 triệu để mua được một đôi giày như thế này nè. Thường thì mấy đôi giày này nó sẽ rất là phổ biến ở thị trường châu Á, như là ở thị trường Hàn Quốc hay Nhật Bản á, mấy đôi này rất là đắt hàng luôn, và thậm chí là ở Việt Nam. Rồi đến hiện tại thì Nike đã thấy được cái mục tiêu và một cái tương lai xa hơn, thì những cái đôi giống như là họ sẽ sản xuất rất là nhiều, giống như là Air Force One hết rồi thì làm tiếp và bán tiếp á, gọi là những đôi casual là gương mặt thương hiệu của hãng á, thì bây giờ họ không có dùng nữa, họ chuyển qua đôi này luôn rồi. Thì mình nghĩ là như vậy, tại vì trên lịch thì họ restock rất là nhiều, cứ bán hết rồi họ lại restock, cứ bây giờ hầu như là cách chắc khoảng 3 tháng là restock một lần, là coi như là hết một quý đó là hầu như sẽ restock một lần. Cho nên mình nói là đây sẽ là đôi giày tiếp đến, sẽ là một đôi giày quốc dân mà mang thương hiệu cho Nike tiếp theo. Rồi thì nói sơ sơ vậy thôi. Thì tại sao gọi là giày quốc dân hoặc là giày casual nhất, thì là những đôi giày giá tầm trung, đẹp và dễ mang, thì các bạn mua nó phối được dễ đồ, giống như Air Force One đó, ngày xưa mua có 2 triệu mấy 3 triệu thì mua xong rồi các bạn có thể mặc được tất cả loại đồ, và từ nhiều người mang quá thì thành đôi giày quốc dân. Thì chúng ta sẽ có đôi này là sẽ là da trơn toàn bộ, nên các bạn không cần phải sợ là nó bị bẩn hoặc là nó bị bám bẩn. Thì đôi này thì có một cái nhược điểm của nó là do số lượng nó làm rất là lớn, thậm chí là rất là nhiều, nên là sẽ có rất nhiều nhà xưởng nhận làm, trong đó có Trung Quốc nè, có Việt Nam nè, có Indo nè. Mỗi nhà xưởng sẽ cho ra chất lượng khác nhau. Ví dụ như đôi này mình đang cầm thì nó hơi bị dư chỉ một tí, với lại dư đường keo một tí, thì thường bạn nào khó thì không chịu, nhưng mà mình thấy đây là bình thường thôi, tại vì chất lượng này nó sẽ liên quan tới nhân công. Ví dụ như nhân công tay nghề không tốt lắm á thì nó sẽ ra như vậy, nhưng mà thường thì mình thấy chất lượng của nó vẫn không thay đổi nha. Do mấy cái này thì bạn có thể khắt khe thì bạn không chịu, nhưng mà mình nghĩ thì nó không sao, tại vì dư keo với lại dư chỉ này thì các bạn về các bạn cắt ra cũng được, chả sao hết. Toàn bộ đôi giày sẽ là màu trắng và đen, các bạn sẽ có một cái lớp layer màu đen nó phủ dài lên trên, đây là gọi là miếng trắng bùn á, thì các bạn sẽ nó phủ ở trên thế này nè, ở phía trên là sẽ là một cái stole dày, thì nó sẽ là màu trắng với nhiều cái lỗ thoáng khí ha. Đó, xung quanh thì các bạn sẽ có lên cái hệ thống dây là một cái lớp layer màu đen nè. Đó, dây sẽ là dây đen và loại dây dù, chúng ta sẽ có 2 4 6 7 lỗ đi thẳng lên trên và 2 lỗ kèm kế bên ha. Rồi các bạn sẽ có một cái lưỡi gà, lưỡi gà của mấy đôi đơn thì các bạn mình chỉ các bạn không biết là nó rất là mỏng, nó mỏng như lá lúa vậy đó, y chang như là hai cái miếng vải mét nó chụm lại với nhau và nó mai lại thôi. Các bạn sẽ có một cái lớp Nike tag ở trên nè, được viền đen ha. Rồi xung quanh các bạn sẽ có một dấu suốt nằm trên cái tông nền màu trắng. Đó,
Ở đây các bạn cũng sẽ có một layer như thế này. Nó chảy dài từ phần hệ thống da dày chảy qua tới phần mông dày. Phía sau sẽ là chữ Nike được thêu. Cái chữ Nike này thường tùy vào nhà xưởng, có xưởng thêu rất là đẹp và có xưởng thêu cũng hơi tù. Rồi, các bạn sẽ có luôn cả chỗ này nè. Đặc điểm ở đây các bạn nhận dạng xíu không? Thường cái chỗ này nè có ba đường chỉ thì nó sẽ hiện rõ ba đường chỉ ra, và những cái đường chỉ này sẽ may rất là đẹp. Các bạn sẽ có là bên trong lớp này cũng vậy. Thì đôi này á có một cái đặc điểm là nó tròn ở trong, cái form của nó sẽ hơi tròn ở trong, nên là các bạn nào mua á, các bạn phải lưu ý là phải giảm size xuống. Giống như các bạn mang đen Adrian 1, các bạn mang là size 42.5 thì bạn mang đôi này khoảng 8.5 thôi, là khoảng 42 là vừa rồi. Các bạn nữ cũng vậy, tại vì đôi này nó có hai mã. Một mã là mã GS, là mã học sinh, thì nó sẽ bao gồm từ 35.5 đến 40, nhưng mà nó sẽ có chữ Y và đôi giày nó sẽ hơi tròn hơn, nên các bạn nữ nào mua thì có thể giảm size xuống. Hoặc là cái mã nữa là mã đúp, có nghĩa là mã woman luôn á, thì đôi giày nó sẽ y chang như đôi giày nam mà nó kiểu nó hơi dẹp dẹp xíu thôi. Thì đôi đó các bạn cũng phải giảm size luôn, tại vì cái form của nó giống như Air Force One vậy đó. Nếu mà các bạn nào có được cái size của Air Force One rồi thì các bạn cứ lấy cái size đó các bạn đắp vô đôi này thì cũng ok thôi. Do hai đôi giày này cũng kiểu giống cái form ở trong, có nghĩa là mang thì nó sẽ hơi rộng rộng ở trong. Và một cái điểm mà mình nói trước các bạn là cái đôi này nè, cái phần gót của nó sẽ không có nhiều cái đệm ở phần gót, nên là cái độ bám vào cái gót để các bạn đi á nó sẽ ít. Thì đôi khi có hiện tượng các bạn sẽ mang các bạn thấy nó vừa rồi nhưng mà đi nó hơi nhấc gót thì cũng bình thường thôi, các bạn chịu khó cuộc dây lên đây siết lại một tí là được. Đôi này sẽ không bị ép hai chỗ này nên là các bạn nên yên tâm. Mua trên một thì thường hay bị ép ở đây, nên là các bạn nào mua đôi này á thì thử size lại kỹ một tí, tại vì nó không có bị ép, nên là cứ giảm size xuống, giảm chừng nào vừa thôi. Và đôi này thì nó dùng chất liệu da cũng là da tổng hợp, nên các bạn đi thoải mái, cày cuốc thoải mái ha. Chúng ta sẽ đến phần bộ đế. Bộ đế thì ở đây sẽ làm là một bộ đế cao su màu trắng, bên dưới nền màu đen. Đôi này thì không có cục e ở trong, nhưng mà ở trong cái lớp cao su này nè, nó sẽ có những cái phần mà kiểu hơi giống như chân không, không phải là lỗ hổng, mà nó có sẽ có những cái khe để các bạn để cho cái độ mềm mại nó có. Các bạn sẽ có là một cái phần đế. Đây là giày đế bằng, có nghĩa là nó bằng từ trên dưới. Thì cái đế thì các bạn cũng rất là quen đúng không? Giống như Jordan 1 và Dunk. Thì ngày xưa thì ba đôi đó nó cùng một lò, nên là cái design cũng khá là giống nhau. Và cái đế này thì các bạn sẽ đi thoải mái ở nhiều cái địa hình khác nhau, không có sợ trơn trượt, tại vì mình đã test rồi. Mặc dù là nó nhìn nó trơn, nó không có độ nhám, nhưng mà nó rất là ok luôn á. Đây sẽ là phần cao su. Ở đây các bạn sẽ có cái phần chịu lực, nên chỗ này nó hơi cứng một tí nè. Nike Swoosh nè. Đó, trên đây sẽ là điểm phân tán lực ha. Đôi này thì các bạn có thể, bây giờ hiện tại các bạn có thể mua với giá 3 triệu mấy 4 triệu thì đó, thì đây là một cái giá khá là tốt. Tương lai thì mình không biết là nó có lên hay xuống nữa, nhưng mà nó sẽ có thêm một vài đợt mà Nike muốn restock nữa, cho nên mình nói đây là sẽ là một đôi giày cạnh tranh với Air Force One, trở thành đôi giày quốc dân thứ hai của Nike. Và mình nghĩ cái đôi giày này thì nó sẽ hay hơn, tại vì nó có cái kiểu phối màu giữa trắng và đen, và nó cho các bạn ra một cái phong cách mới hoàn toàn, nó có thể thao và lịch thiệp một tí. Nên mình nghĩ đây sẽ là một trong những đôi giày mà trong năm 2023, nếu bạn đang cần đôi giày để cày cuốc và kiểu như casual tí thì mình nên chọn này ha. Và cuối cùng thì mình đang có một cái kênh, một cái fanpage cũng như Instagram và Facebook ở đây, thì các bạn có thể vào để xem. Mình luôn đăng và cập nhật tất cả các mẫu mới nhất và hiện có nhất, và những đôi giày hiếm các bạn cũng có thể lên xem. Thì bạn nào thích có thể inbox vào, thì mình sẽ có những cái mọi người sẽ tư vấn cho các bạn một cách nhiệt tình nhất và tốt nhất các bạn ha. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video khác.